Rồi trại bò giống Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay có gì cái lô này 11 12 con kem 3B. Rất là lực nha. Mình đưa báo giá từng cặp cho cô chú anh chị xem tham khảo. Rất là đẹp, xương sóc lớn đòn dài cao vàng. Lô này 2, 4, 6, 8, 11 con gì kem ba bê, gì kem gì ba bê luôn nha, 11 con da rất là mềm luôn cô chú anh chị. Giá 15 triệu một con nha. Còn nằm 8 tháng tuổi nha. Xương lớn. Là gì kem gì ba bê luôn. Chiều cao mét mười mấy nha. Xém xém mét 2 bò. Lô này là 15 triệu một con nha. Này có 4 con kem cũng như ba bê hết trơn. Có 4 con kem mà còn như ba bê hết. Cái giá là 15 triệu nha. 15 triệu một con mà được. Rồi mình quay chậm chậm lên cho cô chú anh chị xem từng con nha. Nó đều với nhau cũng cỡ 9-10 à. Nhà bò được chỗ béo nha. Có 4 con kem còn như là ba bê hết luôn. Giá là 15 triệu một con. Bò Mang Thích Vĩnh Long nha. Qua cầu Mỹ Thuận chạy đường tỉnh lẻ 2 khoảng 20 cây số là tới trại bò luôn. Sát lộn luôn. Rồi cô chú chị nào cần bò giống béo thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long nha. Hân hạnh cho, chúc cho bà con mình chăn nuôi thành công nha. Cần con nào cặp nào thì liên hệ với mình. Lô này 11 con cái giá là 15 triệu một con nha. Này con gì rất là đông rồi, bên thì lớn hơn. Chứ cái nhóm trong này nằm 16 17 triệu. Rất là đông nghe đủ cỡ. Chứ chị tới lựa những con bò quý nha.